Hiện nay, tình trạng lây nhiễm cộng đồng rất phổ biến, gây ra hệ quả trước mắt và lâu dài với sức khỏe. Trước mắt, gia tăng tỷ lệ nhập viện, tử vong vì viêm phổi, viêm đường hô hấp, lâu dài, sơ hóa phổi ở những người từng bị lây nhiễm trong cộng đồng. Sơ hóa phổi là tình trạng các nhu mô phổi bị tổn thương, dày lên và cứng lại, mất đi tính đàn hồi, khiến phổi giãn nở kém, khó hoạt động bình thường. Khi tình trạng sơ phổi trở nên trầm trọng, người mắc xuất hiện 3 dấu hiệu đặc trưng: khó thở ngày càng nặng, ho kéo dài và luôn mệt mỏi. Nguyên nhân chủ yếu gây sơ hóa phổi là do hai quá trình: tái cấu trúc nhu mô phổi, tái cấu trúc lại các túi khí. Sơ phổi diễn tiến nặng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như hình thành cục máu đông trong phổi, xẹp phổi, nhiễm trùng phổi, tăng huyết áp động mạch phổi, giảm sâu mức oxy trong máu. Tình trạng này rất nguy hiểm, càng kéo dài càng gây tổn thương nặng cho nhiều cơ quan, đặc biệt là não bộ. Mục tiêu điều trị sơ hóa phổi là cần tác động vào quá trình tái cấu trúc tại nhu mô phổi và tái cấu trúc lại các túi khí. Nghiên cứu mới nhất năm 2021 lần đầu tiên mở ra hy vọng có thể xử lý, điều trị triệt để quá trình tái cấu trúc và sơ hóa phổi do cả hai nguyên nhân này. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự phối hợp của hai chất kẽm salicylat methyl sulfonylmethan có tác dụng ức chế đồng thời cả hai quá trình gây ra tái cấu trúc mô phổi, sơ phổi, đó là tăng sinh và lắng động collagen type 1 tại lưới ngoại bào ECM, điều mà chưa có bất kỳ loại thuốc nào làm được trước đó, từ đó giúp chống tái cấu trúc và sơ hóa phổi. Tại Việt Nam, sự phối hợp của kẽm và methyl sulfonylmethan được đăng ký độc quyền với tên gọi fibrolysin. Fibro là sơ, lysin là tiêu hủy. Fibrolysin là tiêu hủy tổ chức sơ hóa tại phổi, chuyên dùng cho bệnh về phổi, phế quản. Chứa fibrolysin là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bảo phế vương, với thành phần fibrolysin và các thảo dược quý giúp hỗ trợ thanh phế, giảm viêm, giảm đờm, giảm ho, hỗ trợ giảm triệu chứng viêm phổi, viêm phế quản. Bảo phế vương chuyên dùng cho người bị khó thở, ho khan, ho có đờm, viêm phổi, viêm phế quản.